Kính thưa quý vị và các bạn, 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân nước Việt và bạn bè yêu hòa bình trên toàn thế giới. Tròn một năm ngày mất của Đại tướng, trong niềm kính yêu và ngưỡng mộ vị tướng tài ba, nhân hậu, suốt đời vì nước, vì dân, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin chuyển đến quý khán giả những hình ảnh đầy xúc động về Đại tướng và tình cảm sâu nặng mà nhân dân cả nước dành cho Đại tướng ngày người trở về đất mẹ Quảng Bình an giấc ngàn thu. Trong phóng sự này, chúng tôi xin phép được sử dụng ca khúc Tiếng đàn của nhạc sĩ An Thuyên, ca khúc được sáng tác ngay khi Đại tướng vừa rời cõi tạm, đã làm biết bao con tim trào dâng xúc động. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một ngày như mọi ngày, sóng biển vũ chùa vỗ bờ xào xạc. Một ngày như mọi ngày, mộ phần của Đại tướng ngạt hương hoa. 365 ngày qua và mãi mãi sẽ là như thế. Người dân Việt Nam thế hệ này đến thế hệ khác sẽ khắc sâu hình ảnh của ông. Vì tướng suốt đời, vì nước, vì dân. Họ yêu ông như yêu núi sông này. Dù trải bao biến cố thăng trầm, núi vẫn cao, sông vẫn dài, biển vẫn rộng. Thương tiếc vô cùng đàn ông.
nước mắt tuôn trào, đất nước nhớ người. Ngày giỗ đầu của Đại tướng, 28 tháng 8 năm Giáp Ngọ 2014, nhân dân lại thắp nến cho ông. Nến để tri ân, để sưởi ấm và để thắp lên niềm tin trong trái tim mỗi người. Nhân dân đã tin yêu ông nhiều đến thế, tiếc thương ông nhiều đến thế. Đại tướng đã là một cái người mà giúp cho cả nhân dân xích lại, không chỉ Hà Nội, miền Trung và cả nước có những cảm xúc mà có lẽ là rất lâu nữa chúng ta mới lại có, và tôi thực sự là xúc động. Khi mà những cái đoá hoa đăng 103 xuất hiện thì những hình ảnh đó lúc nào cũng đã khắc sâu vào tâm trí của em. Nó làm cho em một xúc động, nghẹn ngào và nhớ đến bác. Bác mất đi nhưng mà em nghĩ bác luôn luôn ở trong tim của người con Quảng Bình nói riêng và tất cả những người con của đất nước nói chung. Và em là một người con, người cháu, một thế hệ sau, xin nói theo bác. Với mỗi người dân, ông không chỉ là vị tướng tài làm rạng rỡ non sông Việt Nam, mà còn là một trí thức lớn, một nhân cách lớn, một tấm gương sáng người cho nhiều thế hệ. Người ta nói ông là người nhẫn. Xem ra chữ nhẫn không thích hợp với cuộc đời ông. Một cuộc đời đấu tranh không ngừng nghỉ cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Đại tướng từng nói: "Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó." Ông là người trí. Trí của ông thấu đạt đến độ không thử thách nào mà ông không vượt qua, với sự điềm tĩnh, tự tin đến kinh ngạc. Người xưa có câu: "Nhân giả nhào sơn, trí giả nhào thủy." Bậc có nhân thì vui với cảnh núi non, bậc có trí thì vui với cảnh sông núi. Sống sao thạc vậy. Vũng Chùa, nơi đại tướng của nhân dân an giấc ngàn thu, bốn bề sông núi hiền hòa, cỏ cây hoa lá reo vui. Bậc hiền tài gối đầu lên núi, mắt trông ra biển cả bao la. Ông đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho dân, cho nước, và trở về an lạc, thảnh thơi. Một trăm ngày mất của Đại tướng, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng dâng lên người mâm cơm cúng của nhân dân tỉnh mình. Dằm dài, tình nặng, nghĩa dày, lòng nghẹn ngào trước anh linh của người. Đây là những cái sản phẩm mà nhân dân làm ra mà chúng tôi hôm nay thay mặt để mang đến để dâng lên Đại tướng nhân 100 ngày mất. Ở đây thì có cái bánh chưng và cái bánh khảo truyền thống của người Cao Bằng. Và đặc biệt là có cơm lam, là một cái sản phẩm mà sinh thời Đại tướng Hoàng Giáp rất thích, mà bà con nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã cư mang Đại tướng trong những ngày Đại tướng hoạt động đó bằng những cái nắm cơm lam này. Và cụ, khi nào đoàn đại biểu Cao Bằng đến thăm cụ thì cụ luôn nhắc là có cơm lam không. Đấy là tất cả những cái tấm lòng và những cái tình cảm mà nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng dành cho Đại tướng.
Ngày giỗ đầu của đại tướng, người dân Lệ Thủy cũng làm mâm cơm cúng người. Tình quê chan chứa yêu thương. Tấm lòng người dân dành cho đại tướng mộc mạc, chân thành, nhưng sâu nặng nghĩa tình, như chính tình cảm mà suốt cuộc đời ông dành tặng cho nhân dân. Thì gần ngày của bác rồi thì tôi không có gì mà đền ơn cho bác. Thì tôi làm một bàn cơm, thì mua là hương giấy cũng cho bác để nhớ ngày của bác. Tôi nói với con với cháu để nhớ ngày của bác mà thắp hương cho bác. Suốt mấy tháng sống, kể từ ngày đại tướng đi về cõi vĩnh hằng, những người thợ đúc đồng Thanh Hóa cũng đã miệt mài ngày đêm rèn đúc trống đồng, kiếm lệnh, súng thần công để dâng lên hương hồn đại tướng. Đó là những linh khí thể hiện tinh thần và khí phách Việt Nam, quyết gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Ngày biển Đông dậy sóng, những người dân đất Việt từ khắp muôn nơi đã về đây bên mộ người. Trước mặt người là biển cả bao la, là đảo khơi một phần máu thịt của Tổ quốc. Thắp một nén tâm nhang, nghe hồn thiêng sông núi quyền vào vó ngựa thần tốc của cha ông năm xưa đuổi giặc xâm lăng. Thắp một nén tâm nhang, nguyện làm theo tấm gương của người, suốt đời dĩ công vi thường, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Thắp một nén tâm nhang cho người, thấy khơi xa bình yên sóng vỗ, nghe tình yêu đất nước dâng trào. Và cứ vậy, ngày lại ngày, trên con đường thiên lý, những người con đất Việt xuôi Nam về Bắc dừng lại nơi này. Giữa khúc ruột miền Trung, núi sông liền kề, mênh mông biển cả, có một ngôi mồ cỏ bình dị, nhưng suốt bốn mùa ngát hương hoa. Ở đó có một con người đã ra đi, nhưng tinh thần của ông vẫn thắp sáng mãi ngọn lửa tin yêu trong trái tim nhân dân nhì. Ở đó, cờ Tổ quốc tung bay trên mũi rồng. Ở đó, những bước chân của những người lính biên phòng Quảng Bình ngày đêm đang canh giữ bình yên cho đảo khơi của Tổ quốc, để linh hồn đại tướng thanh thản giấc ngàn thu.